Là chị chạy xe đạp ôm luôn hả? Dạ. Tháng 8 ngập tới đây luôn. Dạ. Chú không nghe được không? Tại luôn ba mẹ con. Con thương sao con vậy? Con thương ba mẹ con, tại ba mẹ con nghèo, không ai nuôi cho con tụi con đi học. Ba mẹ con luôn người nấu ăn nấu cho tụi con, còn ba mẹ con chơi nuôi biết thương rồi ạ. Dạ. Một ký này 15 ngàn. Dạ. Vậy bao nhiêu đây là? Vì mấy các bạn chơi mẹ con, tuy là mẹ con hơi hám nhưng mẹ con luôn luôn lo lắng cho tụi con, đi làm kiếm tiền để nuôi tụi con ăn học. Ba mẹ luôn hạnh phúc và yêu thương tụi con, với sẽ sống bên tụi con suốt đời. Nguyễn cùng Quy Food cùng với một người anh xin kính chào quý khán giả Nguyễn Mạnh Thường Quân nha. Hiện tại thì anh em đang có mặt ở đây là địa chỉ mấy vậy anh? À, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú. Dạ. Thì bữa nay là anh giới thiệu cho em một cái hoàn cảnh đặc biệt như thế nào vậy anh? Ủa, nhà chị Út này nè, thấy hoàn cảnh khó khăn là về cái chỗ ở, nhà thì cũng nó cũng hư, với có hai đứa nhỏ đi học, đứa thì lớp 3, đứa lớp 8, mà gia đình công hai chồng thì việc làm không có ổn định á. Vợ thì đi làm ở gần đây nè, có gì làm lấy, đi bắt ốc hay là đi dặm lúa bằng cỏ rồi là cũng không có mấy ổn định. Còn chồng thì đi hồi Tết rồi chưa có về, mà nghe nói làm thì hồi Tết giờ làm là chồng là đi hồi Tết tới giờ chưa về, bữa mùng 9 đấy à. Rồi do ứng tiền ăn không hả, không phát lương. Là anh chị còn không hay là có ly dị vô không anh? Còn ở hả? Nhưng mà còn ở thì nhưng mà tháng đây thì tháng cái tháng nắng thì nó khô, thì tháng nước tháng mùa mưa tới là lớn ngập nhà nhờ. À, là nhà cũng bị ngập ha. Vậy là anh là trình bày cái hoàn cảnh ở đây á, thì gia đình sống bấp bênh, nhà cửa thì không ổn định. Không. Thì có hai cái đứa con học rất là giỏi. Dạ, hai đứa học. Cũng nhờ tới kênh của Phong Nguyễn cùng với Quy Food để chia sẻ hình ảnh. Thì hồi trước nhất thì Quy cũng gửi lời chúc đến ông bà cô bác đi Quy. Trước hết thì cho Quy gửi lời chúc sức khỏe, may mắn, bình an đến tất cả ông bà cô bác đang xem video của Phong Nguyễn. Bây giờ thì anh cũng dẫn tụi em vô bên trong ha. Dạ. Trong học cũng mong các nhà hảo tâm với Mạnh Thường Quân nếu giúp được cho gia đình nhà chị Út được phần nào để cho hai đứa nó có cái cơ hội nó học tập đã được tốt hơn. Con chào cô ha. Dạ. Dạ. Để từ từ anh. Để em hỏi mấy cô ở đây coi. Rồi, sao. Rồi xin phép anh ha. Rồi. À, cô ơi, cho con hỏi thăm ha, cái nhà của gia đình đó như thế nào cô biết không? Nhà này hả? Dạ, cái chị đó tên gì vậy cô? Lê Thị Lúa. Dạ, cô Lúa. Ừ. Rồi nó khổ lắm. Hồi đó giờ nó chồng nó đi mần chứ cũng có khi thất nghiệp lúc đầu rồi ở nhà nó đi mần bắt từ con ốc kìa nè. Dạ. Rồi làm từ cổng một bình đi bán. Cô nghe nói là chồng Tết tới giờ chưa có về là còn ở không cô? Còn. Dạ còn ở ha. Ừ. Đi làm xa. Xa tiền. Mà cũng như thất nghiệp đâu, không có tiền bạc rồi đi. Dạ, về. Dạ, chào cô ha. Cô đang đương cái này hả? Đương. Cái này đương để làm gì à, cô? Lọc cái trái. Lọc cái trái. À, là làm nhà hả cô? Ừ. À, cô có hoàn cảnh, biết cái hoàn cảnh chị Lúa không cháu cô? Biết. Dạ. Ở đây bà đi mà mướn ra, ai mướn gì bà mặn đấy à. Làm cho con bà, bà tới từng bà chạy xe đạp, bà còn mướn, chạy mướn người ta nữa đó. Trời ơi, chạy xe đạp mướn luôn. Ừ. Xe đạp mà chạy mướn. Ừ, chạy kiếm tiền cho con ăn. Con nói rồi con nghe chứ, nói chạy xe Honda với chạy xe này xe kia mướn. Thấy người ta không biết chạy á, rồi à. Mà kêu bà chạy ôm cho ông vậy đó, bà chạy xe đạp á. Chạy xe đạp mướn. Ừ, xe Honda thì này là kêu bằng xe đạp ôm không mà cô á. Dạ, vậy bữa nay con là Phong Nguyễn cùng với Huy á. Ừ. À, nghe được cái thông tin là cái hoàn cảnh như vậy tụi con xuống ghi hình á. Ừ. Cô thấy như vậy là hoàn cảnh đúng không? Ừ, tội nghiệp bả lắm, tội nó hay đi, tội nghiệp nó lắm. Hoàn cảnh này là giúp đúng không cô? Ừ, giúp đúng rồi đó. Dạ dạ. Thôi cũng cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe ha. Ừ. Dạ dạ. Con chào cô. Thôi đi luôn Quy ơi. Ừ. Đi anh. Đi anh, xin phép anh ha. Rồi rồi, có sao. Đường đây cũng lúng với anh. Dạ, bây được mấy ngày này à, chứ ít bữa nó thanh minh mưa mà nó ngập hết trơn. À. Nè bờ bao nó ngập hết. Mai con cửa mai ơi.
Nếu như tới cái mưa xuống nó ngập ngang đây, nó mục như ngập. Đây là chị Út. Hoàn cảnh này của chị bên đây. Dạ, dạ, chị nhà đó. Nhà bên đó, cái này nhà này của bà chị kia, bà dở qua bên cách bờ bên kia. Hồi xưa kêu như hai chị em ghép lại là nhà. Là cái hoàn cảnh là chị, là chị lúa hả? À, chị này chị lúa ha. Dạ. Xin phép gắn mic để cho cô bác nghe tiếng chị ha. Dạ. À, vậy bà về nhà đi chị. Dạ dạ. Nhà anh đây. Chó nó phải cắn không chị? Dạ không, dạ không. Là chị lột hột đều kiếm thêm hả? Dạ, lột hột đều kiếm thêm, còn chặt lục bình thì ra ăn ở dưới. À. Con hai bé giao phanh tay dạ ông bà cô bác đi tụi con. Chào con. Dạ con chào ông bà cô bác ạ. À, còn bé gái nữa nè. Dạ con chào ông bà cô bác ạ. À, giỏi ngoan quá. Thì con chuẩn bị đi học hay gì vậy dạ, con? Cái này chuẩn bị dạ, đi học. Con chuẩn bị đi học. Thì tụi con dẫn chú Phong với chú Quy vô tham quan căn nhà của con ha. Dạ. À, thôi đi con, xin phép chị ha. Ừ, vẻ dễ thương ngoan quá. Trời ơi, chiếc xe đạp mà nó mục cái vậy đó chị? Dạ, nó mục vậy nè, rồi cái nha đạp á, cái sủa hoài luôn vậy đó. Nè, anh... Xe đạp này là chị chạy hay là bé chạy? À, mẹ con gì chạy ra được hết trơn á. Là nó đi học chút chạy xe đạp này luôn? Dạ. À. Chút nữa thì dựng hai cho có gian, chưa có bơm lên. Ờ, à, cái nhà nóng dữ hả chị ha? Dạ. Là chiếc xe đạp này là chị chạy xe đạp ôm luôn hả? Dạ. Rồi nãy nghe cái cô nói là chị lấy xe đạp mà chị chở người ta đi để kiếm tiền luôn. Dạ. Là xe đạp này. Dạ. Rồi, chị chở một cuốc vậy là chị lấy nhiêu tiền? Có 15 ngàn à. Một cuốc là 15 ngàn? Dạ. Dạ. À. Rồi mình đi tham quan em chia sẻ dạ. Em quay vòng vòng ha. Dạ. Này bé này ốm quá nè. Dạ. Này vợ chồng em ngủ như này, con em thì ngủ trên đó hai đứa. À. Dạ. Vợ chồng chị ngủ dưới đây? Đây, ngủ như ngủ đây. Ngủ đất đây? Dạ. Rồi. Rồi. Tới tháng cái nước nó ngập á, hai vợ chồng lên bụi vẹt ngồi dưới con á chảnh. Ông bà cô bác thấy là đất nó thấm rút vô nè, cái này nó ngập lên không, ông bà cô bác. Ngập tới tháng 8 là ngập tới đây nè. Tháng 8 ngập tới đây luôn? Dạ, rồi hai chồng cổng con lên đó, hai chồng ngồi luôn. Trời ơi, gia đình là 4 người. Dạ. Rồi hai vợ chồng thì ngủ ngoài đất ngoài dạ, đây. Dạ, ngủ ngoài đất. Còn hai đứa nhỏ thì ưu tiên cho ngủ dạ, trong. Ưu tiên. Chị làm con cúng được không? Đi. Có đèn không chị? Mở cho em tham quan trong đây nè. Chị đi trước đi chị. Nè anh coi nè. À. Đó rồi vợ chồng con gái thì vậy đó. À, được cái là gia đình làm giống như là dạ. Nhà đất thiệt nhưng mà gọn gàng sạch sẽ lắm bà cô bác. Dạ. Rất là ngăn nắp luôn á. Này mấy bé nè tập sách nè. Dạ. Không có cái tủ mà để tập dạ sách. Dạ không. À. Nói chung là để vậy đấy. Rồi em mới đốn đi cho em làm cho con em như vậy nè. Nè ông bà cô bác xem nè. Mà cũng chưa có cao gì mấy nữa. Không có cái xào đồ luôn, là phải chặt cái cây tre để làm xào đồ nè. Thấy quá trời thương không? Dạ. Đi xuống sao nữa hả chị ha? Dạ. Em chia sẻ cho ông bà cô bác xem hết căn nhà để dạ. Hiểu được cái nỗi khổ gia đình mình. Đi tụi con. Dạ. Ừ. Nhà em giờ là xô ra thì mà là nó rớt rách trơn này. Mà giờ thì kiểu như em ở nhà cái em tiền cộng dây chì lại đừng có cho nó xô gan gì à. Miễn mà nó không có dây chì thì là nó đi nhà, hết. Ở nhà là chồng chị không có nhà là tự động chị dạ, làm luôn. Tự em làm. À, đi chị đi xuống đi tụi con. Ừ. Nè nhà em con sao mà con ho dữ vậy? Dạ bệnh lắm rồi. Rồi nhà cái bếp chị nấu đây. Dạ. À nhà tắm gì đâu? Nhà không có nhà tắm. Nhà không có nhà tắm luôn? Dạ không. Trời ơi, nuôi được có con gà vậy thôi á. Dạ. Trời ơi, còn đây là sao chị? Ở đây là bên của chị bà chị. Không bà chị ha. Dạ, bên bà chị đó, bên đó đó. À, là chị tới đây thôi. Dạ, em từ chị đây tới đây nè. Tới đây thôi. Dạ. Em xin phép chị, em coi chị ăn uống gì được không? Dạ. Để cho cô bác biết một khi cải thiện cho mình những bữa ăn nó đỡ hơn ha. À, dạ. Em. Chở con miếng cơm vậy? Dạ, nhà có ba mẹ con thì nấu vậy đủ ăn. À, gia đình mình ăn uống hết chưa chị? Dạ ăn rồi rồi. Trời ơi. Dạ. Canh mà nước không à. Không em nói vậy là chị đừng có buồn nha. Dạ. Thôi gia đình nhà mình. Nhà em thì ăn vậy con lại đây ngồi với chú Phong với mẹ con luôn được thôi không? Ba mẹ con thì ăn vậy không à.
Bữa nay em đi giăng lưới được thì có cá ăn, còn bữa nào giăng lưới không có. Thương của con gái nè. Ngồi xích qua đây nè con. Xích qua, xích chị xích qua đây em nè. Mua trứng vịt cho mấy đứa này ăn. Dạ. Dạ. Chị này, chị tên gì, bao nhiêu tuổi? Em tên Út. Dạ, chị nhiêu tuổi rồi? Dạ, 40 rồi. 40 tuổi rồi? Dạ. Trời ơi, nhìn chị 40 tuổi thôi mà chị cứng cáp lắm á. Dạ, tại em làm không mà. Thì chị làm công việc gì? Thì ai muốn gì em làm nấy vậy đó. Thì không có công chuyện thì em đi chặt lục bình, lật hột điêu. Rồi bây giờ em hỏi thiệt chị ha. Dạ. Chồng chị hồi Tết tới giờ mà chưa về nhà là có vấn đề gì không? Dạ không. Đi 3-4 tháng thì mới về, đem tiền về. Nhưng khi có nhiều thì đem nhiều. Vậy đó, 1-2 triệu. Rồi mấy tháng mới gửi về một lần? Dạ, ảnh về không à. Ảnh về? Dạ. Ảnh về là gửi cho mình được nhiêu tiền chị biết không? Nhưng khi 2 triệu có, 1,5 triệu có. Trời ơi, sao mà cả 1 tháng mới về hả chị? Nhầm khi làm bắp bên lắm anh ơi. Mà về là cả tháng, 1-2 tháng mới về một lần, mà về có 1,5 triệu à? Dạ. 1,5 triệu đủ lợi hả? Dạ. Trời ơi, rồi bây giờ hai đứa nhỏ này em nghe nói là tình hình học hành giờ sao chị? Học hành thì nó cũng đỡ. Em thấy biết là như là nghe bà con nói là học giỏi lắm đúng không? Dạ. Thì chị có cho nó nghỉ học luôn không? Em cũng định sang năm tới em cho nó nghỉ mà nó nói thôi mẹ ơi đừng cho con nghỉ. Tại vì gì em không có đi làm được á, làm đây thì nói chung cũng bất bên lắm. Thì chặt lục bình thì nó phơi khô rồi bán. Giờ bé nào nó nói chị? Con hả? Dạ. Chú Phong gắn cho con ha. Em tính lo rồi hả? Hết có ghế nào không? Có cái ghế nào lấy cho chị ngồi? Thấy trời ơi, ông bà được rồi, được rồi. Không sao đâu, thấy những hình ảnh thực tế vậy đó, ông bà cũng mới biết là cái cuộc sống trong khi những cái bữa ăn á là nó ăn không có, nãy mới dở vậy ông bà cô bác ăn canh toàn nước không à. Không nói khá hết trơn. Tới nước nó ngập á, em nói em cổng con em lên rồi em nấu vô em đem lên cho con em ăn không à. Rồi cha nó về á thì cổng dẫn phụ lên. Lúc mấy đứa này còn nhỏ nhỏ. Dạ con, chú Phong hỏi nè, sáng giờ con ăn hằng ngày con ăn vậy hay là con ăn đỡ hơn không? Nó cũng vậy đó, ăn trứng với ăn. Xích đây là chú Phong có biểu nè. Dạ. Con ngồi. Nó không có ăn canh, nó chỉ ăn khô vậy. Đó nước tương á, xịt vô là nó ăn rồi. Nước tương là cái chai nước tương cũng muốn hết luôn rồi. Dạ. Con ăn uống nhà con không có đồ ăn hay là con không ăn được? Nói đi. Con cứ nói đi, những gì khó khăn như thế nào con cứ nói cho ông bà biết. Nói đi con. Nói đi con. Ngước mặt lên nè con gái. Bữa nay bệnh này khăn tiếng. Con ngước mặt lên nè. Để chúc chú Phong xin ông bà cho con ít tiền uống sữa, ăn bánh rồi uống thuốc ha. Ha con gái. Dạ. Không gây bệnh. Bệnh nó yếu, nó khờ luôn. Dạ. Học bé lớn, học bé lớn qua cạnh chú Phong nè. Dạ. Chú Phong nghe nói là con học giỏi lắm đúng không? Dạ. Giờ mẹ con có nấu gì với con chưa? Dạ không. Thì mẹ nói bây giờ không khả năng mà lo con đi học, con tính sao? Không có khả năng đi học vì tại con cho con muốn đi học để con nữa con đi làm kiếm tiền để nuôi ba mẹ. Trời ơi. Con biết là thôi xin phép con ha. Con tên gì, con bao nhiêu tuổi, học lớp mấy rồi? Dạ con tên là Nguyễn Ngọc Tiên, năm nay con học lớp 8, năm nay con được 14 tuổi. Con học lớp 8 rồi, 14 tuổi rồi. Dạ. Em quay sát thấy những cái giọt nước mắt của bé ha. Sao mà nói tới gia đình, nói tới cái việc học của con mà con khóc, con nói cho chú Phong nghe được không? Tại ba mẹ con. Con thương sao con vậy? Con thương ba mẹ con, tại ba mẹ con nghèo, không ai nói cho con thương con đi học. Nghèo quá, không có tiền lo cho tụi con đi học. Dạ. Con ăn uống đầy đủ không? Dạ ba mẹ con uống đầy đủ ăn đủ cho tụi con. Ba mẹ con cho ăn đồ biết thương rồi à. Là cho tụi con ăn những đồ ăn là ba mẹ ăn với nước tương thôi. Dạ.
thấy thương con quá. Trong cuộc sống mà đi thăm những cái bé mà nó ngoan và nó hiếu học vậy đó, thì cuộc sống là muốn đi học để biết cái chữ, để có thể là kiếm được công việc làm tốt hơn, để mà thoát nghèo không bà cô bác? Tháng này nó còn đỡ chứ, tháng tới tháng 8 bắt đầu vô tháng 8 rồi á, anh thấy học tới đây đi lội nhẹt nhé. Rồi khi nào khi mà trời mưa nó ngập, cái nhà con nó ngập nước vậy con thấy sao? Thấy khó khăn lắm. Khó khăn tại khó khăn đi chứ ba mẹ ơi, phải lót những thứ kia để cho tụi con đi, thì tụi con đi ra ngoài á. Phải lót những cái đồ đạc cho tụi con đi. Dạ. Thì con ba mẹ không có lo con đầy đủ gì hả? Không có cho con những bữa ăn ngon vậy, tập sách rồi cũng không đầy đủ, rồi con có buồn cha mẹ không? Dạ không. Tập sách thì người ta cho. Tập sách thì cô bác cho vậy? Dạ. Mấy đứa này đi học là còn người ta cho không à? Ừ, con không sát mua. Bên mẹ con nè. Ở chừng té thôi con gái. Nói chung không có mua. Từ nhỏ thì cũng vậy mà, nhỏ lớn cũng vậy. Đi học là quanh năm người ta cho không à? Bây giờ nếu là ba với mẹ không có khả năng mà lo cho con đi học được thì con tính sao? Con sẽ nói ba mẹ con sẽ đi làm tiếp, vừa làm vừa đi học. Là con xin vừa làm vừa đi học hả? Dạ. Thì con nhỏ xíu giờ ai mướn con? Con có thể tiếp ba mẹ con làm, nhưng con sẽ tiếp ba mẹ con lọc đường hoặc những cái gì mà phù hợp với khả năng của con. Là con đi làm một điều hoặc là những công việc phù hợp với con. Dạ. Rồi con quyết tâm bằng mọi giá không phải đi học. Dạ. Giờ một năm con đóng tiền bao nhiêu? Dạ, một năm con đóng tiền thì 1-2 triệu. Một năm 1-2 triệu? Dạ, hoặc khi ít hơn. Mà sao mà con nói là 1-2 triệu, là số tiền đó lớn hay là như thế nào? Dạ, lớn. Trời ơi, ông bà cô bác ơi, 1-2 triệu đồng thôi. Nhưng mà con gái á, là nói tới là số tiền đó rất là lớn đối với một gia đình khó khăn đó ông bà cô bác. Thiệt mà chú Phong nghe con nói mà thấy nó đau trong lòng lắm luôn á. Tại vì á là có những là gia đình là con cái có thể là có điều kiện, giống như gia đình có điều kiện nhưng mà người ta không có chịu học. Nhưng mà tụi con khó khăn như vậy nè, mà tụi con lại lo đi học như vậy á. Chú Phong cũng dán đăng tải lên giờ ông bà biết đâu thì thương tụi con ha, để cho mẹ con cũng đỡ. Dạ. Hằng ngày mẹ con làm công việc gì con biết không? Dạ không, mẹ không có nói tụi con. Tại mẹ con, tại sợ tụi con lo cho mẹ con. Mà mẹ đi làm mẹ âm thầm hả? Dạ. Để có học lọt một điều thì ở nhà thì con biết. Dạ. Ừ. Thì tụi con là ở nhà là có khi nào con tự nấu nướng ăn không? Dạ có. Nhằm khi mẹ con đi làm thì có nhà con làm đồ ăn cho em ăn. Con làm đồ ăn cho em? Dạ. Vậy nhà con khó khăn gì vô bạn bè thầy cô có cười không? Dạ không. Ừ. Nhưng mà cũng có nói nữa. Nói gì con? Đôi khi á, em mới mò ba cái con ốc rồi em ngồi em đi căng cho con cái. Dạ. Nhằm khi mấy bạn nói mẹ. Đâu chị mò ốc đâu, chị bỏ đâu là... Đi xuống đây nè con, con cầm máy giúp anh ha. Mình đi cho nó ấy một tí rồi con. Này. Mò rồi cái bạn bè của nó nói mẹ mày hâu lắm, đừng có chơi với bạn. Trời ơi. Đau lòng lắm anh ơi. Là chị mò bao lâu được cái xô ốc này? Mò chừng 2-3 tiếng ha. 2-3 tiếng được xô ốc này ha. Dạ. Là chị mò là tự nhiên hay là chị nuôi? Cái này mò tự nhiên. Tự nhiên? Dạ. Chuẩn bị đi căng rồi đó. Chị mò dưới sông hả? Dạ. Bao nhiêu đây là bao nhiêu tiền chị biết không? Dạ, bà chị nói là 1 ký 15 ngàn á. 1 ký này 15 ngàn? Dạ. Vậy bao nhiêu đây là khoảng bao nhiêu ký chị biết không? Không, chừng nào căng mới biết. Này không tới 5 ký đâu. Dạ không, chừng 2 ký à. Không mà bây giờ á, là chị cũng bỏ bạch cho em đi, em sẽ mua giúp cho chị, nhưng mà bằng cái số tiền của một cái người anh của em là anh Hai Sài Gòn á, là anh sẽ phóng sanh cái số ốc này để chị bỏ vô bạch đi, chị chế vô cái giỏ rồi đi.
em giúp anh hai em mua ủng hộ cho chị ha, cho với một phần đỡ sát sanh. Cái công việc của chị thì cái đó là bắt buộc trong cuộc sống không bà cô bác ơi, nhưng mà thấy tình cờ được duyên thì Phong cũng làm và giúp cho ông anh là anh hai 15.000 một ký thôi. Dạ. Vậy thôi em mua cái số chút để em đem ra xong rồi chị. À, vậy thì chút em mua cái này em trả chị luôn là 100.000 ốc này ha. Dạ. Thì người ta mua sao em bán vậy chứ đừng trả hơn em quá. Không sao đâu. Dạ. Trời ơi, ngoan ghê không. Này ngồi đi con. Để em trả tiền ốc trước để em quên ha. Giờ mình ngồi xuống đi chị. Ngồi xuống đi con gái. Bé Tiên không con? Dạ. Bé Tiên, Nguyễn Ngọc Tiên, tên đẹp quá nè. Thì để chú Phong để gửi cái số tiền ốc mà chú Phong mua của tiền của anh hai Sài Gòn hay chị ha. Dạ. Thì chúc em cũng sẽ xin thêm anh hai Sài Gòn để gửi cho mấy bé nó có tiền đi học nữa. Dạ. Rồi con gái nè. Dạ. Bé Tiên ha. Dạ. Vậy hồi nãy á, là chú Phong nghe cái câu chuyện mà mẹ con á, bắt ốc lội ở dưới mương đó, mà con biết á, phụ nữ rồi ngày càng lớn tuổi và mẹ con ốm yếu rồi lội mà phải cái này con ốc là nó nằm dưới đất. Dạ đúng rồi. Chú Phong biết rồi, phải hộp xuống chứ không phải lấy tay mò được. Dạ. Rồi nhầm khi con kinh nó hôi hoặc là nước nó hôi rồi lội lên, rồi bạn bè rồi chê cười mẹ con là một cái người phụ nữ mà bắt ốc mà đi đóng tiền học rồi mà mình mẩy hôi hám, rồi con thấy sao? Con thấy buồn. Con buồn sao? Con nói cho chú Phong với cho bạn bè con nghe được không? Con buồn vì mấy các bạn chê mẹ con, tuy là mẹ con hôi hám nhưng mẹ con luôn luôn lo lắng cho tụi con, đi làm kiếm tiền để nuôi tụi con ăn học. Thì là bề ngoài có thể là mẹ con hôi đúng, nhưng mà tấm lòng với mà cái tình cảm mẹ con là lúc nào cũng chắc tốt nhất đối với tụi con đúng không? Dạ. Này những cái lúc mà mẹ con đi bắt ốc về con thấy vậy, con thấy sao? Con thấy mẹ con mệt chứ, với mồ hôi đổ xuống. Ngày lúc đó con có nói gì mẹ con không? Dạ không, nói mẹ mệt quá đi con đi là nấu cơm, con làm đồ ăn cho mẹ ăn nha. Dạ dạ. Vậy ba con là lâu quá mới về một lần, con có nhớ ba không? Dạ có. Con cũng mong muốn là ba bên cạnh gia đình mình không? Dạ có muốn, nhưng mà ba con phải đi làm kiếm tiền như để nuôi tụi con ăn học nữa. Mức độ mà gia đình không có ăn, lấy đâu mà có sức khỏe mà để đi làm thì lo cho những, chủ yếu là bây giờ là phải lo cho hai đứa nhỏ này đi học nữa. Rồi bây giờ vừa lo cho con vừa lo cho em đi học nữa. Dạ. Thì sức ba mẹ ngày càng yếu, nhưng mà như vậy thì con thấy sao? Con thấy buồn. Buồn? Tại sao ba mẹ con ngày càng yếu, không có khả năng lo tụi con ăn học, không có đủ sức khỏe để nuôi của con. Con cũng nói phiền ba mẹ, có gì nếu không đủ tiền thì con có thể tự đi trường làm vừa học luôn. Con có thể là tự đi làm vừa đi học. Dạ. Thì con độ là người ta có mướn con không? Dạ không. Không ha. Dạ. Nhưng mà cái sự suy nghĩ của con như vậy là một cái điều rất là tốt rồi. Thì phải nói là Phong Nguyễn cũng cầu xin. Hồi đó giờ ít khi nào mà Phong Nguyễn cầu xin lắm mà cô bác. Nhưng mà cái trường hợp là cái tương lai của những bé nhỏ này, thì cái việc mà đi học á, là một cái điều rất là tốt, mà một cái đứa trẻ nào cũng mong muốn, giống như là có một cái tương lai. Nhưng mà gia đình, nhất là bé gái đây, nó rất là ham học. Thì mong ông bà cô bác thương á, là cũng hỗ trợ cái phần nào đó cho bé nó có cơ hội đến trường, để cho ba mẹ nó yên tâm để đi làm kiếm tiền nào trang trải những cái bữa ăn. Nhưng mà trong cuộc sống thật sự căn nhà này em quay nghéo qua đây cho ông bà cô bác xem nè, nó đã mục hết trơn rồi, vách lá thì cũng đã yếu rồi. Mà người đàn ông trụ cột thì không có, người phụ nữ thì giống như là thấy chỗ nào nó bị nước tạt hoặc là mưa rồi đó thì che hoặc là cột kẽm sơ à, chứ đâu có cứng cáp đâu ông bà cô bác. Trời mưa rồi, dòng chén dòng gì em đưa ra em hứng hết trơn, em hứng cho con em ngủ á, hứng hết.
chừng nào mưa, chừng nào hết mưa thì bắt đầu đem vô rửa. Rồi con thấy là ba mẹ là nhường cái trên giường cho hai tụi con ngủ, hai tụi con thấy sao? Con thấy cái khuôn ba mẹ, tại ba mẹ con nằm ở dưới đất lạnh lắm. Nhưng mà con có khuyên ba mẹ lên nằm với tụi con mà ba mẹ nói thôi, để cho tụi con nằm trên bộ dạc ấm, ấm chứ không có bị lạnh. Ba mẹ luôn chịu lạnh mà dùng cho tụi con ấm áp. Trời ơi, học lớp 8 đúng không bà cô bác, mà mới bé tí à, mà học rất là giỏi đó. Thì nghe rồi biết rồi, gia đình phải nói là gia đình con rất là ngoan, rất là đoàn kết nè. Mỗi gia đình mà có được cái tình yêu thương này á, nhưng mà sự quan tâm như vậy á, phải nói là rất là tốt đó con. Nãy mà chú Phong thấy mà con khóc mà con nói với cha mẹ như vậy á, chú Phong rất là mừng, chú Phong rất là quý con luôn á. Tại vì chú Phong với gia đình á, thật sự là tình yêu thương, đi đâu hay làm gì á, thì gia đình mình lúc nào cũng làm cái điều gì đó lớn nhất. Nhằm khi mấy chế ở quán hỏi sao Út ơi sao không đắp gì lên, bây giờ kêu thì sáng nó đâu có múc đâu mà đắp, đâu có chịu múc đâu, tại gần cống quá đâu có múc lên. Con ngồi ở chừng té đó ha. Vậy nếu mà cái nền của mình mà nếu mà nâng lên á thì có cách nào không chị? Sáng giờ nó không chịu múc, nó nói gần cống quá tao khoạt nó. Vậy nếu mà có cô bác nào giúp đỡ mình cái khoảng mà nâng nền lên thì cũng chưa, không có làm được nữa. Dạ. Em chịu mười mấy năm nay á. Không, mà nếu người ta đổ cát thì chắc là được đúng không chị? Dạ. Đổ cát thì trên cái đường đi á thì được không bà cô bác? Tại vì chỉ là có gần cặp cái con kinh á, thì giống như là có sáng múc á, đắp lên á thì nó đỡ. Ý là chị nói như vậy á, đúng không chị? Dạ đúng rồi. À, cái này nếu mà có cắt lắp á, mà nâng nền lên á thì số tiền cũng không có cao đâu. Nếu mà được duyên gì, điều gì đó á, thì quá quý rồi. Dạ. Thì con có muốn nói gì chứ chú Phong nè, với ông bà cô bác thêm không? Dạ, con cảm ơn chú Phong và các con cô bác. Con mong giúp đỡ cho gia đình con có cuộc sống ấm no để có tiền cho tụi con đi học. Nhưng mà chú Phong chưa có hứa điều gì nha. Dạ. Đừng có đặt niềm tin vào chú Phong nha, tụi con lại thất vọng đó. Dạ. Lâu anh nha. Để con có nói gì về ba mẹ nhiều hơn nữa không? Cho biết là cái sự mà khó khăn khổ cực của ba mẹ con á. Con cảm ơn ba mẹ đã yêu thương con. Con nhìn nè, con qua nè, chị nó con bé nó nói gì nó gửi đến chị với anh nè. Nhìn vô đôi mắt của mẹ con kìa. Con cảm ơn ba mẹ đã nuôi con từ nhỏ đến lớn, cho tụi con ăn học. Trích lại đi em. Nuôi tụi con ăn học đến nơi đến chốn. Con mong ba mẹ luôn hạnh phúc và yêu thương tụi con, với sẽ sống bên tụi con suốt đời. Xin hết ha. Khi nghe được những cái lời của chính cái người con gái của chị đó. Dạ. Thì nay nó cũng 14 tuổi, học lớp 8 đó, bé Tiên đó. Dạ. Thì nói như vậy chị thấy sao? Thì cô nó nói mình cũng đau lòng lắm, mà mình phải gán đường để nuôi mấy đứa nhỏ. Có 7 mẹ hoài vậy. Thì khi mà bé mong muốn được đi học, giờ bây giờ gia đình mình kinh tế ngày càng không có, vậy chị có dự định cái điều gì không? Thì em gắng cố gắng, em gắng cho con. Nó muốn sao thì em gắng thì cho nó học vậy. À, gia đình mình có bảo hiểm đầy đủ hết không chị? Dạ có. Chị có không? Dạ có. À, vậy là rất là may mắn. Chứ chị mà chị cũng coi mà khám cái sức khỏe mình ha. Dạ. Em thật sự là em ngồi kế bên chị em thấy sức khỏe chị cũng không được tốt đâu. Dạ. Còn vấn đề mà con cái mà nó thiếu thốn tình cảm của cha thì cái đó là điều tất nhiên rồi. Dạ. Anh đi làm nhưng mà cái công việc bắt buộc là phải đi làm mới có tiền. Cái điều quan trọng đầu tiên hiện tại ha là chút á, chị nhớ là chị mua thuốc hoặc là dẫn bé ra cái trạm xá để coi bệnh tình nó sao. Dạ. Để coi chú Phong có nóng không? Đã. Ông cũng còn ấm lắm. Còn ấm lắm. Nhớ cho nó bé nó ăn uống đầy đủ đi rồi uống thuốc vô. Dạ. Dạ.
Thì Huy có muốn nói gì với chị với bé không Huy? Nói câu đi, động viên bé đi Huy. Thấy bé thấy dễ thương quá. Vô ngồi trò chuyện với bé xong, cảm ơn em ha. Hôm nay được chú Phong ghé thăm, chú Huy đi nữa nè. Dạ. Rồi được cãi lòng vậy đó thì con thấy trong người con lúc này thấy nhẹ nhõm hơn không? Dạ có. Trong con hiện tại bây giờ đang suy nghĩ điều gì nhiều nhất nè? Suy nghĩ nhiều nhất là con mong muốn là ba mẹ con có tiền để nuôi tụi con ăn học. Để ba mẹ con nuôi tụi con ăn học, để tụi con tuy lớn con có thể nuôi con với em có thể nuôi ba mẹ. Rồi này chú đứng ở ngoài, chú có nghe nói là mẹ con dự định trong thời gian sắp tới nếu mà khó khăn quá sẽ cho con nghỉ học đó. Dạ. Con thấy sao? Con thấy buồn lắm. Tại do đi con đi học là ba mẹ con sẽ lo cho con nhiều tiền. Nhưng mà con muốn đi học để con lớn lên, con có việc, con ăn việc làm để nuôi ba mẹ con. Nhưng mà trong thâm tâm con có muốn nghỉ không? Dạ không. Thì con mai mốt con lớn lên con làm công việc gì của ước mơ của con á? Con muốn là một công an. Làm công an? Dạ. Tại sao con thích công việc đó? Tại do con có thể làm theo những cái gì như là con có làm gì có tiền để nuôi ba mẹ con, với con sẽ học nhiều điều về cuộc sống của mình. Con ngoan lắm luôn á. Thì hàng ngày ở nhà vậy con có phụ giúp gì cho mẹ không? Dạ có. Con làm những gì? Con như là con quét nhà, con dọn nhà, con nấu cơm, là làm đồ ăn cho ba mẹ con. Ừ, con nấu đồ ăn luôn. Dạ. À, chị ơi. Dạ. Em vừa rồi em có nghe hàng xóm nói á. Dạ. Là hàng ngày á chạy xe đạp mướn, là chị chạy xe đạp mướn là như thế nào chị? Thì như ai đi đâu đó thì mình chở. Thì chở như vậy đó, rồi bà con cô anh chị mình tính tiền sao? Tại vì em nghe nói là xe ôm hay là cái gì đó, xích lô ôm hay gì đó, cái này nghe dạ. Xe đạp mướn em thấy nó cũng lạ lạ. Dạ, thì đi chuyến thì 15.000 vậy đó. Là mình đạp mình chở vậy đó chị? Dạ. Quãng đường sao không chị? À, từ đây xuống nhà thờ á. Là khoảng bao nhiêu km chị? Tới đó em cũng không biết nữa, hồi nào tới giờ không có chở á. Dạ. Tại chở đi chợ thì có 4.5 số à. Dạ. Thì từ đây với nhà thờ này không biết nhiêu cây. Thời điểm này cũng còn nghe chạy xe đạp mướn thì Huy với Phong khi bước vô thấy nó cũng lạ lạ. Dạ. Mới là mình chở như vậy đó, là giống như vị khách đang ngồi trên xe đạp mình đó, họ có nói gì không chị? Dạ không. Thường gái mấy giờ con đi học? Dạ khoảng 11, 12 giờ con mới đi. 1 đến 2 giờ. Dạ. Sắp tới giờ, hồi chắc tới giờ đi học rồi đó. Rồi, con cũng tranh thủ đi học ha. Nghe con với mẹ con á, thấy con ngoan ngoãn á. Dạ. Chú cũng xúc động lắm. Nói chung á, ông bà cô bác à, thì tại bây giờ cuộc sống gia đình á, cảm giác là chị đây cũng còn sức khỏe đúng không Phong? Đúng rồi. Cũng có thể đi làm được. Nhưng mà gia đình nghèo quá, thì anh thì cũng mà hàng ngày cũng đi làm. Dạ. Khó khăn trước mắt là cái ăn, là cái học cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Nhưng mà đặc biệt bên cạnh hôm nay thì thấy Huy đứng ở ngoài, khi mà nhìn Phong trò chuyện với bé thì thấy bé rất là ngoan. Sự rất là ngoan. Ủa gì vậy chị? Cái cửa nó giống mấy cái cục đá. Dạ dạ. Nhà không có gì chắc cú quá. Cái đó bán rồi. Giống như cái nhà này cái đó anh nó mua rồi là đừng có rửa nữa. Cái nhà này đép vô. Ừ. Dạ. Thôi gì cũng cố gắng với chị ha. Dạ. Biết đâu khi mà Phong
ghé thăm hoàn cảnh của mình, thì nhận thêm đủ duyên của ông bà cô bác. Đặc biệt là khi mình thấy hình ảnh của bé nhỏ, thương bé nhỏ thì giúp đỡ cho bé nhỏ có cái tiền để trang trải chuyện học hành cho bé sau này. Quay lại một phần nữa thì ông bà cô biết, ông bà cô bác cũng biết rồi. Chị đây thấy vậy chứ chị cũng yếu quá. Đi ngồi mà cứ té lên té xuống. Dạ. Nãy ngồi chút xíu mà ghi hình thôi là Quy thấy là bật ngửa mấy lần rồi đấy. Dạ. Thì thôi thì trước hết thì cho Quy xin phép anh Hòa Út ha. Gửi cho chị cũng như là mấy đứa cháu. Dạ. Xin phép anh Hòa gửi cho gia đình 1 triệu. Nghe chị ha. Dạ. Con nhìn lên ống kính, con cảm ơn bác Hòa, chú ha. Dạ, con cảm ơn bác Hòa. Dạ. Đây là 1 triệu của anh Hòa chị ha. Dạ. Chị cảm ơn anh Hòa giùm em ở Út. Dạ, em cũng cảm ơn anh Hòa nhiều. Dạ. Trời, thấy chị anh Hòa gửi tặng gia đình 1 triệu mà anh chỉ mà xúc động cả vậy đó mà. Dạ. Thì trước mắt thì tụi em ghé thăm, chị có bức quà của Mạnh Thường Quân á. Cũng mong chị ha. Dạ. Có cái tiền nho nhỏ đó mua cái gì nó ngon xíu cho bé nó ăn. Dạ. Ha chị ha. Dạ. Rồi cố gắng thì nói chung là em thấy là việc giáo dục của chị là tuyệt vời đó, thấy được hai đứa con gái đứa nào cũng đứa nấy ngoan. Dạ. Em thấy hạnh phúc chung chị luôn á, đôi khi ông bà cô bác xem được hình ảnh này mà em ghen tị với chị luôn đó. Khó khăn thiệt nhưng mà gia đình lúc nào là cũng hạnh phúc. Giáo dục con cháu phải nói rất là tuyệt vời. Vậy thôi Vy cũng mời Phong nha Phong ha. Cảm ơn Vy. Chú Phong cũng cảm ơn đại diện gia đình con, cảm ơn anh chú Hòa ha, chú Hòa bên Úc đã giúp cho tụi con. Thì thật sự là bữa nay là từ cái cảm xúc này tới cảm xúc khác là con là dành cho chú với cô bác mình Thường Quân với chú Quy nữa. Dạ. Nói là thương con gái còn rất là nhỏ nhưng mà cái sự suy nghĩ của con là một cái người rất là chín chắn rồi chững chạc. Thì chú Phong cũng đại diện rồi xin phép quý Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho gia đình con một phần tiền nào đó để tiếp bước cho con đường đi học ha. Dạ. Thì chú Phong cũng sẽ xin phép quý Mạnh Thường Quân, thì chú Phong sẽ đọc tên của chú là giống như con á, với mẹ con cảm ơn và chú Phong chào ha. Ông bà cô bác thông cảm đỡ Phong một tí không bà cô bác ơi. Ở đây thì có một cái người cô là cô Kim Lê ở Mỹ ha. Dạ. Thì chú Phong cũng xin phép là cô Kim Lê là sẽ chích 1 triệu. Làm cô Kim Lê là sẽ chích phần tiền này á làm cho người mẹ của mình, tại mẹ của cô đang bị bệnh đó con. Bị bệnh nhưng mà cô rất là thương bà con khó khăn, bà con nghèo. Ở đây là 1 triệu đồng của chị Kim Lê để hồi hướng cầu sức khỏe cho một người mẹ là pháp danh Diệu Đại, 88 tuổi. Thì con với gia đình nhận ha. Thì chị nhận đi chị. Chị cảm ơn chị Kim Lê giúp cho em ha. Em cũng cảm ơn chị Kim Lê nhiều. Con cảm ơn cô Kim Lê đi con. Dạ, con cảm ơn cô Kim Lê ạ. Bên cạnh đó thì Phong Nguyễn cũng xin phép là chú Nguyễn Thanh Cường ở bên Mỹ là để hỗ trợ gia đình của con là 1 triệu ha. Đây là tiền của chú Thanh Cường bên Mỹ đó chị. Chị cảm ơn chú Thanh Cường giúp con em ha. Dạ. Cũng chú Thanh Cường chị. Chú Thanh Cường rất nhiều. Thì con cảm ơn ông đi con. Con cảm ơn ông Kinh Cường ạ. Bên cạnh đó thì Phong Nguyễn cũng xin phép là chị hai. Chị hai của Phong là chị hai của em là gửi tặng gia đình chị 1 triệu ha. Dạ. Con cảm ơn chị hai nhiều luôn. Con cảm ơn cô hai. Con cảm ơn cô hai. Rồi cái phần sau chót thì em cũng xin phép anh hai Sài Gòn thì gửi tặng gia đình mình là 2 triệu ha. Đây. Của 2 triệu này của anh hai Sài Gòn gửi tặng gia đình mình hả chị ha. Dạ. Em cũng cảm ơn anh hai nhiều luôn. Rồi cảm ơn con, cảm ơn bác hai đi con. Cảm ơn bác hai. Bữa nay là con thấy gia đình mình nhận nhiều tiền lắm đúng không? Dạ.
là nhờ cái tình yêu thương gia đình mình với cái sự mà hiếu thảo với mà lo học của con á, bé Tiên. Dạ. Cố gắng lên nha. Dạ. Cố gắng lên. Thấy con gái ngoan vậy là mấy chú cảm thấy hạnh phúc. Cũng thấy mừng cho bố mẹ con nhiều lắm luôn á. Với lại khi mà mình nhận được cái phần tình thương của quý mạnh thường quân cũng như ông bà cô bác á, thì chị cũng như là anh á làm rồi cũng gói ghém chị ha. Dành cái phần tiền này trước hết là mua những gì ngon ngon xíu cho hai bé nó ăn. Lại chị dẫn bé nhỏ đó đi khám bệnh bị như thế nào, chứ từ sớm giờ em thấy bé ho từ đúng lúc rồi. Đó là cái điều chút xíu là phải làm liền, làm đi để lâu được. Tại em mới cũng mới gửi mua thuốc á, rồi đợi về đặng em nấu cháo cái em đút nó đặng cho nó uống thuốc. Dạ. À, chứ xong chương trình là chúc chị cũng là gói cho em ốc ha. Dạ. Ốc để em phóng sanh giúp cho một người anh của em là anh Hai Sài Gòn cũng mới gửi tặng chị một triệu đó đó. Dạ. 2 triệu á. Dạ. Thì rồi bây giờ thì vậy đi nè. Cái ốc hồi nãy chị bắt á. Dạ. Thôi chị đưa cho tụi em luôn đi. Dạ. Đi liền luôn đi tụi em đi. Thôi bây giờ mình xuống đấy. Thôi mình để mình chào khán giả trước đi mình vậy. Thì thôi bây giờ thì Phong Nguyễn cùng với Quy với đại gia đình của một người chị với bé Tiên với một cái bé gái nữa. À, con nãy tên gì, bao nhiêu tuổi chứ Phong chưa biết nữa nè. Dạ con tên là Nguyễn Thị Ngọc Mai, năm nay con 9 tuổi. À, Ngọc Mai 9 tuổi ha. Dạ. Rồi con cũng dáng ngoan ngoãn rồi phụ chị lo gia đình nha con. Dạ. Rồi con cũng thương mẹ nha. Dạ. Thì thôi trong chương trình ngày hôm nay thì Phong Nguyễn một lần nữa cùng với Quy cũng cảm ơn anh Hòa ở Úc rất là nhiều. Cảm ơn chú Thanh Cường, cảm ơn chị Hai, cảm ơn anh Hai Sài Gòn, cảm ơn chị Kim Lê rất là nhiều. Thì chúc ông bà cô bác mạnh thường quân, quý khán giả luôn có nhiều niềm vui, có nhiều sức khỏe, công việc làm ăn thuận lợi và may mắn ha. Còn cái việc tiếp theo của Phong với Quy với gia đình là sẽ đem cái số ốc mà công việc của chị mà để đi phóng sanh giúp cho anh Hai Sài Gòn bà cô bác. Thì hôm bây giờ mình xuất phát thôi Quy ha. Phát, chào ông bà trước luôn ha. Dạ, và hẹn gặp cô bác và Quy đợi sắp tới nha. Dạ. Rồi, cầm máy giúp cho anh luôn đi. Anh lấy nha. Rồi. Không kệ quay đi. Hả? Quay ra bỏ vô. Bỏ vô bịch đó. Cứ quay đi. Bà chị em mới rửa nè. Hả? Bà chị ra rửa giùm á. Đây. Thôi thì cảm ơn chị ha. Dạ. Chị làm gì cũng nhớ lo quan tâm và giữ gìn sức khỏe. Dạ. Còn số ốc này giúp tụi em sẽ đi kiếm qua cái con kinh. Và xong sẵn nè, đi qua đây luôn mày. Dạ. Không. Mình thả ngay chỗ nào ấy đi. Không sao. Rồi. Để cho mình đi cho anh thả. Để không dục ra bên ngoài. Không mà không. Nè. Chị mò là chị mò ở đâu? Dạ mò ngoài này. Ngoài này hả? Thôi giờ mình thả chỗ khác đi. Mình thả chỗ khác đi. À. Chị mò trong. Ông cầm đi. Dạ. Đó. Rồi thôi em chào chị luôn ha. Rồi dạ. Em quay vòng tròn đây cho bà cô bác thấy cảnh quê hương mình. Dạ. Dạ. Rồi, em đang cách trình bà cô bác đây. Đi. Nãy giờ mình cũng đi khoảng cách xa đó Quy. Mình xả thả xuống. Bây giờ mình muốn chắc cú hơn á. Con biết sao không? Anh em mình thả ngay chính giữa sông luôn. Giữa cầu luôn hả? Giữa cầu, đứng cái cầu. Tại ốc mà không sao, tại nó đúng có rồi. Vỏ bọc ở ngoài á, đâu có sợ bị ngợp. Đúng không? Thì là đúng ra là những chú ốc này là có duyên á, mới gặp được anh Hai cứu giúp. Anh Hai Sài Gòn của mình đúng không? Chứ bình thường là chỉ cũng đi bắt hàng ngày mà chứ đâu có ai cứu giúp đâu. Đây. Sẽ bỏ vô nồi ốc để... Ở đây là suy nghĩ là thả dưới đây là ok nhất nè. Rồi rồi. Rồi, 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3 ha. Hôm bữa mình bên Hai Sài Gòn niệm cho nó đi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đúng rồi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng nha mấy con. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mấy con được tự do rồi đó. Rồi, họ mình xuất phát, tiếp tục hành trình, chào bà cô bác luôn. Chào bà cô bác nha. Cảm ơn anh Hai Sài Gòn. Cảm ơn anh Hai Sài Gòn rất là nhiều. Dạ. Rồi, chào anh Hai, chào cô bác luôn. Dạ.